Xin chào tất cả anh chị em đến tham dự cái buổi hỏi xoáy đáp xoay của nhóm cơn lốc ngược S69. Xin giới thiệu với các bạn, tôi là Trương Huy Cường, đây là thủ lĩnh quốc tế của tập đoàn sức khỏe Sibri, đang cùng với lại các anh chị em thủ lĩnh khác đang dẫn dắt một cái tổ chức khoảng 70.000 anh chị em khắp cả nước và tiến ra nước ngoài. Thế và hiện nay đang có một cái tốc độ phát triển rất là mạnh. Hệ thống S69 cứ mỗi một năm tăng trưởng khoảng 200%. Đấy, và bản thân chúng tôi và những anh chị em đồng hành cùng với chúng tôi sau 1 năm, 2 năm, 3 năm làm việc nghiêm túc thì đều đã thay đổi con người và thay đổi chất lượng cuộc sống. Có những anh chị em đã độc lập, đã tự do về tài chính. Đấy. Hiện nay Sibri đã nhận là 6 Mercedes-Benz, chuẩn bị 4 chiếc và có khoảng gần 180 chiếc xe hơi trong dự án xe hơi. Và bản thân chúng tôi có sức khỏe tốt, có một cái cuộc sống tốt, cho nên muốn lan tỏa những cái điều tốt đẹp này đến cho tất cả mọi người. Những ai mà đang có khát khao thay đổi cuộc đời, những ai mà mong muốn chất lượng cuộc sống của mình tốt hơn, những ai mong muốn tự mình làm chủ cuộc đời của mình, những ai mong muốn giúp đỡ người khác, những ai muốn phát triển một cái công việc kinh doanh không giới hạn, không chỉ ở Việt Nam mà phát triển ra nước ngoài, nên chị em nào mà muốn có một cái môi trường để phát triển những cái tài năng bên trong của mình mà nó chưa được khám phá, những ai mà muốn thấy được rằng là mình là đại bàng nhưng mình đang ở trong một cái lồng hẹp, thì đây là một cái thế giới bao la. Chúng ta muốn bay đến đâu, chúng ta muốn làm bất cứ cái việc gì là hoàn toàn do mình có thể quyết định và không có bất cứ một cái giới hạn nào cả. Và những anh chị em nào mà đang tìm hiểu hợp tác cùng tập đoàn sức khỏe Sibri thì xin mời anh chị em chúng ta cùng bật mic và đặt câu hỏi. Đó, xin mời tất cả anh chị em. Xin mời, ai có câu hỏi thì xin mời. Tôi, Minh Hải. Rồi, xin mời Minh Hải. Vâng, xin chào thủ lĩnh quốc tế và mọi người trên Zoom. Em có câu hỏi này muốn hỏi thủ lĩnh là đối với những cái trường hợp mà mình đã mở tư mã tư vấn cho những cái tư vấn viên mới đấy ạ, nhưng mà trường hợp mà họ vẫn chưa ra đơn hàng cho mình thì cái đó thì mình phải làm những bước như thế nào? Nhờ thủ lĩnh tham gia cùng với cả tụi em ạ. Minh Hải nói lại nào. Đã có những cái tư vấn viên mới đấy, là bọn em đã mở mã tư vấn rồi nhưng mà họ vẫn chưa ra được đơn, thì có cái cách nào để mình tạo động lực cho họ hay là mình hối thúc họ để họ có thể ra đơn cho mình được hay không ạ? À, cái này thì trong đào tạo Cường cũng chia sẻ nhiều rồi đúng không? Và bạn Trung là rất là giỏi, hỏi bàn luận và hỏi kiên trung sẽ giúp đỡ cái việc đó. Cái này đơn giản thôi, mình hỏi xem thực sự người ta mong muốn cái điều gì đó, và mình kể cái câu chuyện mình bắt đầu như nào đó. Đấy. Và ở đây hỏi họ xem là họ đấy có những cái mục tiêu gì, muốn đạt được điều gì. Thì ở đây có hệ thống 6 bước đi 9 bài học đúng không? Thế để làm theo chính xác như vậy. Và tất cả những người thành công đã nhận ô tô họ đều làm theo các cái bước này. Nên nếu mà bạn cũng muốn có kết quả như vậy thì hãy bắt đầu như vậy. Thế còn nếu mà bắt đầu theo cách của bạn thì bạn cứ bắt đầu và mình sẽ không hướng dẫn bạn, nói thẳng với họ như vậy. Minh Hải nhá. Ok. Cứ làm theo đúng bài mà làm thôi. Yes. Dạ, yes. Rồi, cảm ơn bạn. Xin mời anh chị em khác. Tôi. Rồi, xin mời Luận. Chào anh Cường, thủ lĩnh quốc tế. Trong Zoom có bạn Thắng mới tìm hiểu, nhờ anh có cho bạn giúp em ạ. Bạn mới đi vào Zoom lần đầu tiên, bạn hỏi ạ. Dạ. Rồi, xin mời bạn Thắng. Xin mời bạn Thắng, bạn của bạn Luận, bật mic. À, bạn Thắng là bạn của Nhung ạ. À. Ok, xin mời Thắng. Thắng bật mic đi em ơi. Mời các bạn khác nào, bạn Thắng chưa sẵn sàng thì xin mời các bạn khác. Em Trần Lan Hương ạ. Ừ, xin mời Trần Lan Hương. Hôm nay em có
Người cậu cũng muốn tìm hiểu về cái công việc kinh doanh này thì cậu em tên là Phòng thì em rất muốn là anh với cả cậu em trao đổi một chút ạ. Rồi, xin mời anh Phong. Đã. Cậu Phòng có thể bật mic để trao đổi cậu Phòng ạ. Xin mời anh Phong nào. Đây, được rồi. Vâng, chào anh. Vâng, chào thủ lĩnh. Dạ. Đặt ra này có cái cháu gái mới giới thiệu. Vâng. Tôi làm ở Quảng Ninh nhưng mà về vùng than ấy, nhưng mà nó cũng rất nhiều cái bất cập về cái sức khỏe. Cho Vâng. nên là cũng hay chia sẻ với cháu. Vâng. Nên là muốn hôm nay thấy có bắt đầu mới vào xem cái Zoom đầu tiên thì cũng là muốn xem là thủ lĩnh xem là có cái bước đi như thế nào thì tôi cũng gọi là đọc qua thôi nhưng mà chưa chưa đọc hết Dạ. Anh cái ông bước đầu mọi vừa khỏe vừa có ô tô cái đấy thì chắc chắn là kể cả là từ người thấp nhất mong muốn rồi nhưng mà thứ nhất là cái sức khỏe đầu tiên thì tôi cũng đang cũng rất là nhiều bệnh cái đấy thì cũng là muốn là đang muốn là để mình thử sức cái xem thế nào. Dạ. Đến với CV ấy, thì có sức Và khỏe đương nhiên. Cái đấy là miễn bản. Bởi vì sao? Bởi vì thứ nhất là anh đến với CV là đến với một cái phong cách sống lành mạnh. Đấy, với những cái môi trường, những con người luôn luôn suy nghĩ tích cực, với những giá trị tốt đẹp, đấy, biết cách ăn, cách uống, làm sao hạn chế tối đa cái việc đưa chất độc vào cơ thể, đúng, ăn những thức ăn lành mạnh, đấy, có phong cách biết cách tập thể dục thể thao vân vân, đấy, và cộng với lại sử dụng cái giải pháp của thiên nhiên Siri, đó là một cái món quà vô giá của đất mẹ Siri, đấy, của một cái vùng mà hoang sơ hoang dã mà nó rộng gần gấp 40 lần Việt Nam và được trí tuệ của các nhà khoa học Nga họ chiết xuất họ lấy vào đưa vào những cái viên nang đấy để cho mình sử dụng giúp cho anh ví dụ như là dù anh đang có vấn đề sức khỏe gì em không cần biết đấy, nhưng mà các nhà khoa học Nga họ biến tất cả những thứ vô cùng phức tạp trên đời này trở về đơn giản để ai ai cũng chỉ cần lựa chọn nó là thức ăn nhưng mà có thể để bảo vệ và phục hồi sức khỏe cho mình một cách đơn giản à, ví dụ là anh thấy là mình có cần thải độc ở cấp độ tế bào không? Có cần làm sạch cơ thể không nào? Ông chỉ trước mắt là những cái bệnh nền đầu tiên thôi chứ còn cái tế bào thì nó phải sau này nữa mình sẽ cũng sẽ dùng thôi nhưng mà là để mình đứng là, tôi hôm nay mới đọc đầu tiên nhưng mà cũng cảm thấy nó cuốn hút mà cũng thấy vui đấy Và... mà khi vui lên thì tinh thần nó thoải mái thì khả năng là có thể mình sẽ làm được nhiều việc hơn Đúng đấy. rồi. Rất Thế hay đấy. là những cái bệnh nền của anh ấy, anh đi chữa bao nhiêu lâu rồi? Bệnh gì anh có thể chia sẻ được không nào? Dày là khoảng 14 năm nay rồi Và 14 năm. và cái gọi là cái xoang mũi thì mới 4 năm nào 5 năm nay là lại bị tiếp nó Và do dạ dày nên đấy dạ. và Rồi, thế thì còn cái gì nữa ông anh? thì còn nói chung là nó sau này về mình có tuổi thì về già thì nó nhiều bệnh lắm nhưng cái này cái trước mắt là mình trao đổi thế thì Dạ. cũng muốn thủ lĩnh là cho nó được về cái đầu tiên để mình vào trong cái hệ thống S69 này là Vâng. như thế nào để mình có nó thoải mái hoặc là ví dụ như trong thời gian mình làm mình vào nhưng có thể có một cái zoom mình không vào được thì ngắt quãng đấy thì mình có bị ảnh hưởng gì không để trong cái quá trình mình vào. À, anh yên tâm à, cái nghề này nó rất là linh hoạt đấy Dạ. anh xin lỗi nó rất là nó rất là linh hoạt thế cho nên là anh yên tâm thế thì Dạ còn vâng. à, đấy anh thấy không anh đi chữa dạ dày mười mấy năm rồi chưa giải quyết Đúng vấn rồi. đề đúng không xoang thì cũng thế thế thì bây giờ phải tìm một cái giải pháp ấy. Nó phải không giống những gì mà anh đã từng áp dụng mình muốn có kết quả khác thì phải có phương pháp khác đúng không anh Đấy độc dạ dày tôi rất dùng rất nhiều cái phương pháp rồi. à Tây đông y rồi tất cả mọi cái xoa bóp uống à loại. anh Đấy. ra thế bây giờ là anh phải biết ơn và cảm ơn cô cháu nhá đấy cái Đấy, đúng đấy, cảm ơn rồi, cảm ơn tôi quá. và phải cảm ơn đấy một cái cô cháu mà rất là yêu quý đúng không đã mang lại Vâng. sự tốt đẹp thế thì ở đây ấy, cái sản phẩm này này nó giúp cho anh rất là đơn giản thứ nhất là các cái vấn đề sức khỏe của anh ấy là do cái quá trình mình sinh hoạt ăn uống đấy do cái chất độc nó vào cơ thể
đấy, từ thức ăn, từ môi trường. Đấy, Quảng Ninh không biết anh sống chỗ nào nhưng mà ví dụ như Cẩm Phả hay chắc chắn là bụi than rồi, nhưng mà cái là nói chung nó nhiều yếu tố, nói chung là đấy, nó làm cho cái hệ miễn dịch của anh suy giảm và cộng với lại cái càng ngày càng có tuổi nữa. Thế thì bây giờ cái giải pháp CB ấy, nó giúp cho anh là thải độc đấy, nó giúp cho anh trẻ hóa tế bào, giúp anh nâng cao hệ miễn dịch đấy, và cân bằng trao đổi chất. Thế thì đơn giản thế thôi. Thế là khi mà từng tế bào khỏe, từng tế bào trẻ, từng tế bào sạch đấy, cộng với hệ miễn dịch của anh khỏe, thì anh yên tâm là tự cơ thể nó sẽ biết cách giải quyết vấn đề cho nó, nó sẽ bảo vệ phục hồi đấy. Thế còn xoang thì đơn giản thôi, xoang hay viêm họng đơn giản là do miễn dịch của anh kém, và khi miễn dịch kém ấy thì cháy nắng trở trời là nó bị, đúng không? Thay đổi thời tiết thì những người khác không bị mà mình bị, có nghĩa là thủ lĩnh ngày xưa có, thủ lĩnh ngày xưa có học bác sĩ không, sao chuẩn ấy, nói chuẩn ấy. Đâu em có học hành gì đâu, em nói cái này là không giống bác sĩ. Bác sĩ là kê đơn cho anh ngay, bác sĩ kê cho thang thuốc tây, đúng không? Thế còn em chia sẻ với anh ở một cái nguyên lý là ai cũng có thể hiểu được, do sức đề kháng kém thôi. Rồi, bây giờ là mình phải tập trung vào sức đề kháng đấy, và khi cái sức khỏe đây đã dừng lại đây nhá, thì tôi muốn hỏi một tiếp cái là để vào hệ thống đúng không? Vâng. Để thoải mái vào hệ thống thì trước mắt mình phải bảo sức khỏe của mình đã. Đúng rồi. Và sức khỏe của mình thì muốn lấy đâu lấy, lại lấy từ cô cháu gái hả, đúng không? À, cô cháu gái cô sẽ cô không bán gì cho anh đâu. Đấy. Đấy, cô, à, chỉ biết là lấy từ cô cháu gái đúng không? Cô cháu này cô ấy tốt là cô ấy không bán và không tiền từ anh. Đấy, cô rồi. Anh một cái thông tin thôi. Đấy, rồi, ok. Hướng dẫn anh mở một cái mã số để anh mua trực tiếp ở công ty. Rồi, ok. Như thế nào thì anh mua đúng như thế. Đấy, đúng rồi. Với lại sự tư vấn và chăm sóc tận tình nữa của cô cháu gái nữa. Vâng. Anh yên tâm, biết đến CV đấy là một cái điều rất là may mắn và hạnh phúc. Anh ạ, rồi chúc mừng anh nha. Vâng, ok. Chào. Vâng, tí nữa xong. Có gì thì lại trao đổi xong rồi. Dạ vâng. Tí nữa xong anh nhớ liên lạc với Hương để bạn ấy hướng dẫn anh mở mã số và đặt sản phẩm để bảo vệ sức khỏe ngay. Càng nhanh càng tốt anh nhá. Rồi, ok. À, cảm ơn anh, chào anh Phong. Xin mời anh chị em khác, ai có câu hỏi bật mic. Anh thủ lĩnh ạ, thủ lĩnh quốc tế ạ. Bên yes. Em có bạn Vũ Thị Thoa đấy ạ. Vâng, bạn ấy muốn đang tìm hiểu thì nhờ anh coaching giúp em với ạ. Ok, xin mời bạn Vũ Thị Thoa. Xin mời bạn Vũ Thị Thoa nào. Em xin chào tất cả các anh chị đang tham gia trong cái buổi hướng dẫn này. Thì hôm nay em được anh Hải và chị Vân có tư vấn về tham gia cái lớp hệ thống đào tạo của S69 này. Thực sự thì em cũng đang trong làm việc trong môi trường kinh doanh thì cũng rất muốn mà tìm hiểu thêm về cái hệ thống của bên mình để phát triển thêm cái cơ hội làm việc của mình ạ. Yes. Thì muốn anh chia sẻ. Ok, em đang kinh doanh gì? Hiện tại thì em đang làm việc tại hệ thống siêu thị và có kinh doanh thêm sản phẩm sách tay Hàn Quốc ạ. À, kinh doanh sách tay tức là mình là người bán lẻ hay bán buôn? Em là người bán lẻ ạ. Là người bán lẻ đúng không? Dạ. Doanh thu một tháng em bán được khoảng bao nhiêu tiền? Trung bình mỗi một tháng thì thu nhập cá nhân thu nhập em bán lẻ khoảng từ 6 đến 7 triệu. Rồi, ok. Thế bây giờ em có mong muốn là bây giờ gia tăng cái nguồn thu nhập lên 20-40 triệu một tháng không? Dạ vâng ạ. Ở đây thì lúc nãy bạn có nghe cái buổi chia sẻ cơ hội kinh doanh toàn cầu 4.0 không? Dạ em có ạ. Đúng không? Đấy thì dạ. em nghe em cảm nhận thế nào? Thực sự thì cái buổi trao đổi đấy thì chắc là mang lại cho mình rất là nhiều kinh nghiệm, bởi vì thực sự là khâm phục các cái mọi người đã tham gia hệ thống của bên mình, bởi vì thực sự là bản thân mình thực sự là cũng không thể nghĩ là mọi người có thể làm được như thế, và mình rất là muốn, hy vọng là mình cũng có được một cơ hội giống như mọi người. Ok, yes. Người ta gọi là sức mạnh vĩ đại của phương pháp. Khi mà không có phương pháp ấy, thì người tài cũng lỗ. Đấy, có phương pháp thì người bình thường hoàn toàn có thể trở thành người bình thường. Và đây CV đã tạo ra một cái phương pháp kinh doanh là mang lại cái quyền lợi cho người tiêu dùng. Bình thường thì ví dụ như mình sử dụng những cái sản phẩm hoặc dịch vụ khác ấy, là gần như là mình rất ít quyền lợi,
ngoài những cái giá trị từ sản phẩm và dịch vụ mang lại, đúng không? Simri đấy, thay vì trả tiền cho quảng cáo tiếp thị bán buôn bán lẻ, khi trả tiền cho quyền lợi cho người tiêu dùng yêu sản phẩm đi chia sẻ đấy, rồi những người tiêu dùng yêu cái công việc kinh doanh này đi chia sẻ cho những người cùng kinh doanh với mình và cùng nhau giúp đỡ nhau có tiền. Và khi mà em vào hệ thống S9 và môi trường này, em được học tập và được chuyển giao tất cả mọi thứ, thì lúc đấy em sẽ tin là không gì là không thể. Em sẽ hiểu lý do tại sao lại có những người rất bình thường họ lại có thể làm được những cái việc phi thường. Ví dụ như là em bán cái sản phẩm sách tay ấy, đấy là ví dụ em đi học ở đâu đấy, đấy là có tiền tự học đúng không? Còn ở đây là em được huấn luyện đào tạo để trở thành doanh nhân, đấy, trở thành một cái người có thể biết cách làm việc đồng đội, không biết không những biết cách làm việc đồng đội mà có thể lãnh đạo dẫn dắt cả những cái tổ chức rất lớn trong cái quá trình phát triển của mình, đúng không nào? Đấy, và em phải hiểu là mình kinh doanh ấy, nếu mà bây giờ anh ví dụ một mình em bán cái sản phẩm hiện đang bán ấy thì có bằng 100 người bán không? Cái này thì rất tại vì nó còn phụ thuộc vào nhất là cái cơ hội của mình, thứ hai là cách giao tiếp và cách tìm hiểu được cái sản phẩm để mình giới thiệu. Không, anh đang hỏi cái sản phẩm em đang kinh doanh ấy, một mình em bán thì có bằng 100 người bán không? Tất nhiên sẽ không bằng rồi ạ. Có bằng 1.000 người bán không? Cái đấy lại càng không ạ. Càng không đúng không? Đấy, nhưng mà cái cơ hội kinh doanh đấy nó không cho phép em tổ chức cái cách kinh doanh như vậy. Với Sibri ấy, đấy. Với Sibri ban đầu là em sử dụng sản phẩm trái tim song song với đó, em làm các bước theo người hướng dẫn, theo hướng dẫn em để tìm em 5 cho đến 15 người muốn có thu nhập, thực sự muốn có thu nhập đôi gấp ba so với thu nhập hiện tại của họ. Theo em là em có khả năng tìm được 5 cho đến 15 người thực sự mong muốn có thu nhập gấp đôi gấp ba không? Chắc chắn là sẽ cố gắng à. Sẽ là hy vọng là con số đấy sẽ là nhiều hơn ạ. Đấy, yes, là như thế là em làm được đúng không? Đấy, thế thì bây giờ cái bây giờ mình chỉ cần bắt đầu thôi, bởi vì là giống như mình lên ô tô ấy, thì mình phải ấn vào nút start. Đấy, nếu mà không ấn vào nút start khởi động và cài số thì không có chuyện gì xảy ra đúng không? Ở đây cũng thế đấy, và anh tin tưởng là nếu mà đủ nhân duyên và nếu là em là người thực sự nghiêm túc với lại cái cuộc sống của mình ấy, đấy, luôn luôn liên tục phát triển, thì đây chính xác là cái sự lựa chọn, là một cái cơ hội mà bản thân Cường phải học hai trường đại học, học báo chí ở Đức, học thạc sĩ quản trị kinh doanh của Học viện Công nghệ Châu Á ở Thái Lan, mất 10 năm ra trường mới tìm kiếm được một cái cơ hội tốt hiếm hoi như vậy, và mang cơ hội đến cho người ham muốn, và chỉ có cơ hội thôi thì mới có thể thay đổi được cái cuộc đời của mình. Công việc thì nó cứ mãi mãi là thế thôi, đúng không? Em hãy Minh Hải cách bắt đầu rất đơn giản thôi. Đây thì có không biết là Hải đã chia sẻ cho em cách bắt đầu chưa? Thực sự thì tại vì hôm qua thì cũng mới có trao đổi với anh Hải và chị Vân, và hôm nay anh chị đã mời tham gia vào nhóm luôn ạ. Ok, thế thì anh có thể chia sẻ cho em là cái cách anh bắt đầu như thế nào để có một cái cuộc sống cũng như có một cái hệ thống thành công ngày hôm nay. Em có muốn anh chia sẻ không? Dạ vâng, em có ạ. À, thế thì cái ngày anh bắt đầu anh tìm hiểu, anh thấy là cái lúc đấy nó không có những câu chuyện như em vừa nghe đâu, không có. Lúc đấy là CV vào Việt Nam một năm rồi, nhưng mà chỉ có một số người bán hàng thôi, chưa có người xây dựng hệ thống kinh doanh. Đấy. Và anh tìm hiểu thì bằng cái trực giác của mình mới bảo, khi mà nhìn thấy cái bảng giá ấy, là mình giật mình. Và tại sao mà một cái sản phẩm nhập khẩu của Nga mà giá nó lại rất là hợp lý như thế này. Đấy, và ngay lúc đó ấy, thì mình đã có một cái trực giác là chắc chắn nếu mà cái sản phẩm nó thực sự tốt như những gì mình tìm hiểu và với giá này, chắc chắn mình thành công và những người đi cùng với mình thành công. Đấy. Và mùng 1 tháng 8 thì Cường bắt đầu. Cường nói với lại cái anh Anton Lee, anh người Nga ấy, là cái Cường là tầng 2 của anh ấy. Cường bảo Anton hãy chọn cho Cường những sản phẩm tốt nhất của Sibri, bán chạy nhất để Cường sử dụng. Bởi vì Cường đã quyết định, Cường là một cái người mà đã không làm được cô, đã làm là làm đến nơi đến chốn. Đấy, và Cường muốn là cái dòng máu ấy của CV nó phải chảy dần dần trong máu, trong huyết quản này. Mình làm được ngay.
Thế là cô ấy chọn được cho Cường những cái sản phẩm tốt nhất, nhưng lúc đó nó chưa có những cái sản phẩm mà rất là đẳng cấp như bây giờ. Thì cậu ấy chọn hết cỡ đâu đó được khoảng gần 4 triệu. Thế sau đó thì cậu bảo nhờ Anton bóc cho Cường uống. Thì lúc đấy là hơn 10 giờ, Anton bảo là thôi nhưng mà cái sản phẩm này uống trong bữa ăn. Thế hoặc là uống sau bữa ăn, chứ ngay sau bữa ăn chứ uống cái lúc đói này là nó sốt ruột cồn cào lắm, bởi vì nó chuyển hóa mạnh. Cường bảo kệ, không quan trọng cồn cào hay chuyển hóa cũng uống. Thế cậu cứ ngăn mấy lần nhưng mà không ngăn được, thấy mình quyết liệt quá, thế là ok bóc. Đấy. Và sau đó bắt đầu mình học và mình hành động. Đấy, để có ngày hôm nay. Thế thì trong một cái quá trình mà xây dựng hệ thống 6 năm rưỡi nay rồi, với một cái doanh thu 130 tỷ trên tháng, tức là hơn 1.000 tỷ một năm. Đó, và đã có vô vàn những con người bình thường ngày hôm nay họ trở thành những cái con người có giá trị, cuộc sống tự do hoàn toàn ấy. Thì hệ thống đã đúc kết ra cái hệ thống thành công, công thức thành công, đấy, cái bản đồ thành công, đúng không? Đấy, và để bắt đầu bình thường ấy, thì làm cách nào để bắt đầu cho nó thành công nhanh thì có hai cách. Thì cách thứ nhất ấy, đấy là bắt đầu như người bình thường. Những người bình thường ví dụ như là còn sợ uống nhiều sản phẩm, đấy, do chưa thử sử dụng thực phẩm bao giờ, rồi còn nhiều sự nghi ngờ, đấy, điều kiện tài chính chưa cho phép, rồi vân vân. Những người chắc chắn đấy, thì bắt đầu bằng 100 điểm, tương đương khoảng 2 triệu 6. Thì mình dùng những sản phẩm thải độc này, nâng cao miễn dịch này, tốt cho nội tiết tố nữ, như thế. Đấy, 4-5 cái sản phẩm nó kết hợp với nhau. Thì mình cũng được giảm 25%, bản chất nó khoảng chỉ hơn 2 triệu một chút thôi. Nhưng mình vẫn mua lúc đầu là 2 triệu 6. Những cái cách bắt đầu thứ hai là cách của doanh nhân. Doanh nhân là những người muốn tin tưởng nhanh, đấy, muốn cảm nhận nhanh, chia sẻ nhanh. Thì họ dùng cho mình những cái sản phẩm mà cảm nhận rất là nhanh. Ví dụ, đấy, những cái sản phẩm cảm nhận rất là nhanh, rồi cả trong lẫn ngoài. Đấy. Thế thì nó khoảng độ 5 triệu 2. 5 triệu 2 thì những sản phẩm bên trong thì mình dùng trong 1 tháng. Đấy. Thế còn ngoài ra em có thể dùng một cái kem để chăm sóc bên ngoài nữa. Đấy, để em cái kem thì em có thể dùng được đôi 3 tháng. Nó tùy theo cái mức độ sử dụng của mình. Để mình cảm nhận đến từng tế bào, đúng không? Đấy. Và khi sản phẩm nó chảy dần dần trong máu ấy, thì tại sao doanh nhân lại chọn cách đó? Xin lỗi. Bởi vì doanh nhân là những người thường ấy là quyết liệt, quyết đoán, thế cho nên muốn đi nhanh, muốn tin nhanh, chia sẻ nhanh thì đương nhiên sẽ có tiền nhanh, đúng không? Đấy. Thay vì để có 10 triệu một tháng, những người bình thường đâu đó phải mất vài tháng, thì doanh nhân hoàn toàn có thể làm việc trong 1-2 tháng, đúng không? Có những người nhanh hơn rất nhiều. Thế thì rồi có những người họ quyết liệt hơn nữa, thì họ bắt đầu bằng 500 điểm, tức là khoảng độ 12 triệu rưỡi. 2 triệu rưỡi thì họ sẽ dành 200 điểm để uống. Thế phần còn lại ấy, là để khi mà cảm nhận rồi chia sẻ để thu hồi vốn. Đấy. Khi mình dùng tốt ấy, mình chia sẻ là mình thu hồi vốn. Mà cái CB nó hay là như này này. CB là bán một giá. CB là bán một giá. Em mua ở công ty một giá. Mà cái người nào mà mình chia sẻ câu chuyện của mình cho họ dùng ấy, mà họ quyết định sử dụng ấy, thì mình cũng bán đúng giá của công ty. Đấy, nhưng mà mình có 25% trước thuế ở trong một cái ví điện tử. Đấy, để em quay vòng vốn. Mình đúng không? Ví dụ. Ví dụ em mua 5 triệu 2. Thì em có khoảng độ. Xin lỗi nhá. Em mua 5 triệu 2. Thì em có khoảng 1 triệu 1. Ở trong cái ví điện tử ấy. Thì lần sau em mua 5 triệu 2. Thì em lại lấy 1 triệu 1 đây em trừ đi. Em chỉ phải thanh toán 1 triệu 1 thôi. Rồi em lại có 1 triệu 1 nữa. Đây là một cái cách kinh doanh thông minh. Ngoài ra ấy, ví dụ 500 điểm là 2 triệu rưỡi thì em lại còn được thêm 500.000 để chuyển vào tài khoản ngân hàng cho em nữa. Ok. Rồi với một nhà kinh doanh như em lựa chọn cái nhà. Nếu mà cho em cơ hội thì đầu tiên em sẽ áp dụng ở phương thức mà kinh doanh doanh nhân từ 5,2 triệu. Ok. Rồi chúc mừng em. Đấy. Và cái cách đấy ấy, rất là nhiều người bắt đầu cũng thành công rất là nhanh, giống như vợ chồng bạn Hải Vân cũng vậy, các bạn cũng bắt đầu bằng cái cách đó. Đấy. Rồi người hướng dẫn trên của bạn ấy cũng bắt đầu bằng cái cách đó. Ê, chúc mừng em. Thế thì em sẽ liên hệ lại với lại bạn Hải, rồi cái người mà chia sẻ cho em ấy, các bạn sẽ gửi cái đường link cho em để mở mã số đấy. Và cái đơn hàng đầu tiên ấy
thì em nên nhờ em chuyển tiền cho các bạn ấy, các bạn ấy đặt cho, bởi vì mình chưa thạo tên sản phẩm rồi chưa thạo cách đặt hàng online ấy, thì các bạn ấy đặt cho mình cho nó nhanh. Để sau đó ấy, thì từ cái đơn tiếp theo ấy, thì các bạn em đã có sản phẩm rồi, em biết tên rồi, rồi vào học vào hành là mình biết cách đặt rồi đấy, biết cách thanh toán rồi, thì làm việc như vậy thì nó sẽ nhanh. Rồi, chúc mừng em nhé. Ok, anh tin tưởng là ngày hôm nay là ngày quyết định của đời của em bước sang một cái trang sử mới. Nó một là một cái con đường nó khám phá con người mình rất là thú vị. Thú vị như nào thì cứ tin ở cấp độ trải nghiệm nha. Ok, cảm ơn Vũ Thoa. Yes. À, xin mời anh chị em khác nào, ai có câu hỏi gì xin mời. Xin mời cả nhà. Các tư vấn viên, mình có những cái người bạn nào của mình đang tìm hiểu thì mình có thể giới thiệu. Alo. Hi, Thuận. Lâu quá mới thấy đấy. Hello. Dạ. Yeah. Em cũng có một bạn đang ở Đắk Lắk. Bạn không biết là bạn Hồng Viên biết đã có vô trong Zoom chưa? Mời bạn Hồng Viên giao lưu với thủ lĩnh quốc tế Trương Huy Cường. Hồng Huyên này em. Vi. Dạ. Yeah. Hồng Vi. À. Dạ bạn Hồng Vi có trên Zoom không? Bạn bật mic. Hồng Vi, Vi Hồng. Đây có nhìn thấy bạn Hồng Vi. Rồi xin mời bạn Hồng Vi bật mic. Xin mời Hồng Vi. Trong lúc bạn Hồng Vi bật mic thì Nguyễn Tấn Điệp nào, Nguyễn Tấn Điệp mình giới thiệu ai em? Vâng, anh Cường ơi, em có một em Vi Ngọc cũng dự cơ hội chia sẻ kinh doanh lúc buổi sáng và bây giờ cũng muốn giao lưu cùng với anh và tất cả anh chị em trong Zoom ạ, bạn Vi Ngọc. Rồi xin mời bạn Vi Ngọc. Xin mời bạn Vi Ngọc bật mic. Vi Ngọc có thể bật mic giao lưu với thầy Huy Cường và anh chị em đi Vi Ngọc ơi. Xin mời Vi Ngọc nào. Bạn Vi Ngọc chưa bật được thì xin mời bạn Hồng Vi. Bạn Vi Ngọc, bạn Hồng Vi chưa sẵn sàng, xin mời các bạn khác. Tôi Phạm Oanh. Chào Vũ Trinh ạ. Dạ vâng, có một khách hàng đang muốn tìm hiểu là anh Đoàn Văn Hòa. Xin mời anh Đoàn Văn Hòa, xin mời hộ ạ. Dạ, xin mời anh Đoàn Văn Hòa đúng không? Xin mời anh Đoàn Văn Hòa. Xin vâng, rồi xin mời anh bật mic được rồi đấy ạ, xin mời anh nói ạ. Xin chào thủ lĩnh, tôi là Đoàn Văn Hòa người Hải Dương. À, được giới thiệu của em Kim Phạm Oanh. Vâng, thì tôi muốn hỏi một hai ý kiến nhỏ. Dạ vâng, tức là tôi thì nó bị thoái hóa cột sống ở mấy thắt lưng ở phần dưới đấy. Dạ, là 4, là 5. Đó, chính xác. Thế mới đôi khi là nó có hiện tượng, tức là kiểu đi khám bác sĩ nó bảo là thiếu máu não. Vâng. Dạ. Tôi muốn tham khảo ý kiến của thủ lĩnh và mọi người. Thì chào anh có ý kiến ạ. Vâng, anh bị lâu chưa? Cũng được 1-2 năm thôi ạ. 1-2 năm. Nó chèn ép anh đau ở tư thế nào? Nó có chèn ép đau xuống chân không? Không, chưa đến mức đấy. À, đến mức như là cái bệnh mà thoái hóa cột sống ấy, tại sao hay bị đau đầu rồi vân vân ấy, là do cái bó dây thần kinh ấy nó chạy dọc xuống lưng ấy. Đấy, thế cho nên là nó chèn ép thiếu máu, thiếu oxy lên não.
là mình hay bị đau. Bản thân Cường rất hiểu về cái thoát vị đĩa đệm rồi thoái hóa. Bản thân em ngày xưa là bị thoát vị đĩa đệm. Em bị từ năm 97 cơ. Cái lúc đấy là sinh viên năm thứ 3. À, không biết là do mình chơi thể thao hay cái gì đó mà mình bị. Và 8 năm ấy, là em phải uống thuốc tây về xương khớp, cần phải uống thuốc tây về xương khớp. Mà lúc đấy là mình không có hiểu. Không có hiểu về sức khỏe, không hiểu về các giải pháp. Uống rất nhiều thuốc tây, nhưng sau này mình mới biết được rằng thuốc tây nó chỉ giảm đau. Và càng uống thì nó khuyến mại cho mình thêm rất nhiều bệnh, như là bị viêm họng này, xoang này, dạ dày này, gan rất kém. Đấy. Và trong cái quá trình đó của thuốc bắc rồi châm cứu dập đùng đùng này. Đấy. Nói chung là rất là vô minh về sức khỏe, mình không có hiểu. Thế sau này thì thực ra bản chất nó đơn giản như này anh này. Thoái hóa ấy, theo anh là do thiếu thuốc hay là thiếu chất? Khả năng là theo như tôi nghĩ thủ lấy nhá, khả năng là theo tôi nghĩ là thời trẻ thì đi làm công việc nó lặng, khả năng nó ảnh hưởng một phần đúng không? Vâng. Còn ăn uống thì cũng không biết lỗi này. Dạ. Cái mà dân mình hiện nay ấy, chưa được thông tin đầy đủ nhiều ấy, là mình là ăn no nhưng mà lại bị rỗng về chất. À, rỗng về chất để dinh dưỡng ấy. À, và cái thiếu chất đấy nó không xảy ra nguy hiểm ngay một lúc, à, nó một cái quá trình rất là dài, sau đó nó mới dẫn đến anh bị thoái hóa, đúng không? Nếu mà do chấn thương ấy thì nó không bị thoái hóa. Do chấn thương là nó phải bị chấn thương chứ nó không phải thoái hóa. Đấy, thoái hóa là thiếu chất, đơn giản thế thôi. Thế thì ở đây CBD ở đây có những cái chương trình để giúp cho anh cân bằng trao đổi chất. Đấy, những cái xương khớp mềm dẻo, xương chắc khỏe. Anh sử dụng vào và tự cơ thể nó hấp thu. Đấy, và nó tự phục hồi cho anh. À. Và anh cái tính là cấp độ trải nghiệm, nó đơn giản thế. Bản thân Cường ngày xưa này, khi mà mặc dù là bị xuất hiện là thoát vị L3, L4, L5 ấy, nhưng mà cái hệ cuộc sống là loãng xương thoái hóa. Ví dụ mà đi xe máy ấy, Cường mà đi chỉ được khoảng 20 km và đội mũ bảo hiểm ấy, là mỏi cổ không chịu nổi. À. Còn nếu mà lái ô tô chỉ được chạy được khoảng 100 km thôi, không thể chạy được nữa, phải xuống, phải vận động, phải đi lại một lúc, sau đó mình mới có thể chạy tiếp được. Đấy, nhưng mà ngày hôm nay thì giờ mình có một cái quá trình để sử dụng thực phẩm CBD là 6 năm rưỡi nay rồi. Đấy, thế cho nên là ví dụ cái hành trình Thịnh Vượng vừa rồi, các cái xe ô tô khác là hai người lái, nhưng Cường là chạy một mình Hà Nội lên Sơn La rồi chạy một phát vào đến tận Cần Thơ và không có xi nhê gì hết anh, đúng không? Đấy, và bây giờ có thể vận động chạy rồi 10 km, rồi tập gym, rồi tập bóng bàn, rất là tốt khi mà mình bổ sung những cái dưỡng chất tốt đấy. Thế thì anh cứ bảo bạn Oanh nhỉ. Đấy, đúng không? Vâng. À, hướng dẫn cho anh sử dụng những cái chương trình đã có sẵn rồi, họ đã được xây dựng sẵn và đã hàng trăm nghìn người trong 6 năm rưỡi qua kể từ khi Cường hợp tác với CP ấy, đã hàng trăm nghìn người được bảo vệ và phục hồi sức khỏe rồi, hàng vạn người có những cái vấn đề xương khớp giống như anh. Ở Việt Nam là xương khớp nhiều lắm. Đấy, họ đều có những kết quả rất tốt. Đấy, cho nên là anh thế thì cho hỏi câu cuối được không thủ lấy? Đã. Tức là theo như bác sĩ thì ở các cấp thành phố và cấp trung ương thì đi khám người ta đều bảo là cái bệnh này không bao giờ khỏi được. Vâng. Thì anh không nhận đâu. À, em cũng rất chia sẻ với anh. Ngày xưa em cũng được các giáo sư tiến sĩ họ cũng nói như vậy. Thế họ nói đúng nhưng mà không đủ. Họ nói đúng mà không đủ. Họ nói đúng là như này này. Với sự hiểu biết của họ, với giải pháp của họ, thì anh phải sống chung với nó suốt đời. Đấy. Là với sự hiểu biết của họ và với giải pháp của họ, Tây y ấy, đúng không? Bởi vì Tây y mình phải hiểu lắm. Đấy, tức là cái người dân Việt Nam bản thân Cường ngày xưa phải trả giá quá lớn vì sức khỏe do cái việc mình không chủ động đi học tập. Đấy. Để mình hiểu và mình không có nhân duyên, không ai chỉ cho mình cả. À, anh biết là Tây y sinh ra là để chữa triệu chứng. Nên khi anh đau ấy là bác sĩ Tây y cho uống thuốc để giảm đau, đúng không? Nhưng bây giờ cái thuốc Tây nó không thể giúp anh phục hồi được cái thoái hóa, không thể.
Bởi vì thuốc tây bản chất nó là công nghệ hóa dược, nó là thuốc độc. À, vì vậy uống thuốc tây là phải có đơn của bác sĩ và mình không thể uống nhiều được. Anh thấy đúng không nào? Đấy. Đúng không? Cái này chuẩn luôn. À, nhưng mà thôi được rồi, đại ý là thôi trước mắt thì tôi cũng cảm ơn gọi là thủ lĩnh và gọi thế là chúc toàn bộ anh chị em trong chương trình mà thế là luôn mạnh khỏe và đạt được cái thành tích ngày một rộng mở muôn vàn trên khắp Việt Nam và thế giới. Để gì khác thì tôi sẽ tâm sự thêm với anh, tôi giờ tôi cũng tạm biệt thủ lĩnh và xin chúc mừng nhé. Chúc mừng anh nhá, anh nhớ là mang gà sang cảm ơn Phạm Anh đi. Đấy. Rồi, ok. Điên may mắn lắm anh ạ. À. Cảm ơn nhá. Vâng, cảm ơn anh, chúc mừng anh. À, xin mời anh chị em khác. Xin mời cả nhà nào, ai có câu hỏi gì? Bật mic. Chương trình. Rồi, xin chào bạn. Vâng, anh ơi, cho em hỏi giờ em mới bắt đầu vào tham gia chương trình ấy, thì em muốn hỏi về cái sản phẩm và cái giá cả và chất lượng thì chắc là mình phải mua để theo liệu trình hay là như thế nào để mà mình biết được cảm nhận về cái chất lượng của sản phẩm ấy. À, bạn Thắng nhỉ? Bạn có thể bật cái camera không? Bạn chạm vào màn hình, bạn bật camera. Được rồi, xin chào. Được rồi. À, bạn là được ai giới thiệu? Dạ em là được chỗ anh Luận ạ. À, rồi ok, như này, ban đầu tiên nó đơn giản như này là mình tin cái người giới thiệu mình đã, đúng không? À, bởi vì chắc chắn đấy là phải cái sản phẩm nó phải mang giá trị cho bản thân bạn Luận, gia đình bạn ấy. Đấy, thì bạn ấy mới có thể lan tỏa những cái điều tích cực tốt đẹp cho người khác. Thế cho nên đầu tiên nó đến từ cái niềm tin mình, cái người mà chia sẻ cho mình. Thế còn về cái sản phẩm này thì thứ nhất ấy, mình dùng với mục đích gì? À, đấy. Ví dụ như bạn chẳng hạn là bạn sử dụng với mục đích gì, bạn có thể chia sẻ xong thì mình có thể tư vấn cho bạn. Dạ, trước hết đây anh em muốn tìm hiểu một số sản phẩm liên quan đến chỗ bệnh xương khớp ấy, như là thoát vị đĩa đệm, thoái hóa cột sống. Rồi, ok. Và cái giảm béo đây anh. Rồi, thì ở đây nó có những cái chương trình sản phẩm, ví dụ như là đấy, nó ngăn ngừa cái cảm giác thèm ăn cho mình này. Đấy, nó chuyển hóa những cái cholesterol xấu, đấy, tức là những cái chương trình sản phẩm liên quan đến tim mạch ấy, rồi cộng với lại xương khớp, đấy, xương chắc khỏe và khớp mềm dẻo, thì mình cứ sử dụng theo một cái chương trình mà các nhà khoa học họ đã chọn sẵn rồi, theo cái nguyên lý rất đơn giản rồi là thanh lọc năng lượng cân bằng. Đấy, thế thì vì mình có bất cứ một cái vấn đề sức khỏe gì hoặc là đang khỏe thì đều cần phải thải độc hết, bạn thấy đúng không nào? Mà chất độc ở đây ấy, nó không chỉ đơn giản là chất độc hiểu thông thường như là hóa chất, chất bảo quản, chất cặn bã ấy, mà chất độc ví dụ như thừa mỡ nó cũng là chất độc, thừa đạm nó cũng là chất độc, đúng không nào? Đấy. Thì nó cần phải được đào thải và chuyển hóa. Rồi cái thứ hai là cung cấp năng lượng và cung cấp những cái vi chất dinh dưỡng mà cơ thể cần bên cạnh cái nhu cầu cụ thể của mình, như là những thứ rất tốt cho xương khớp này. Đấy, như ở đây có xin lỗi bạn, có canxi này, có glucosamine này, đấy, có một cái dòng gọi là syncovitan 6, à, nó rất là tốt cho sức khỏe, vân vân. Tức là nó có nhiều thứ có thể kết hợp với nhau, không dùng cái này thì dùng cái khác, có thể kết hợp với nhau để nó tốt cho cái hệ xương khớp của mình. À, bạn bị thoát vị lâu chưa? Dạ em bị thoát vị 4-5 năm rồi anh. 4-5 năm. Thì em cũng có dùng thuốc ở ngoài đi, thuốc nam ấy. À, ok. Cái thuốc nam thì ngày xưa nó còn hiệu quả, nhưng bây giờ nó hiệu quả nó không cao nữa. Đấy, bởi vì nguồn gốc xuất xứ rồi cách bảo quản rồi vân vân, nói chung là mình không biết được. Thế nhưng mà bây giờ cái sản phẩm Sibri ấy, thì thứ nhất ấy, nó giúp cho mình cái gì? Nó giúp cho mình nâng cao cái sức khỏe của mình lên. Đấy. Đông y thì gọi là thân cường tần nhược, đúng không? Khi mà sức khỏe mình được nâng lên một bước thì tự cơ thể nó giải quyết vấn đề cho nó. Rất là thông minh.
Và mỗi một lần thoát vị dễ đệm thường bị đau ấy là cái lúc mà cơ thể mình mệt mỏi, đúng không nào? Cái lúc mà bị cúm cái gì đấy là nó đau lắm. Bởi vì sao? Bởi vì cái lúc đấy là cái cơ ấy, nó không giữ được cái cột sống, nó dẫn đến chèn ép, nên rất là đau. Thế sản phẩm CV ấy, nó không chỉ xương khớp của mình nó chắc khỏe, đấy, các khớp nó mềm dẻo, đấy, nó giúp cho các cái cơ của mình, các cái bó cơ của mình nó chắc nữa, đấy, dây chằng nó chắc nữa, đấy, tổng thể sức khỏe là nó ngon, đơn giản thế thôi. Thế bạn hỏi lại bạn Luận đã rất là an tường về sản phẩm rồi, bạn ấy sẽ giúp bạn, đấy, và mình cứ trải nghiệm, phải tin vào cấp độ trải nghiệm. Dạ vâng. Rồi. Dạ em chào anh. Dạ. Ok, chúc mừng bạn nhá. Dạ vâng, em chào. Xin mời anh chị em khác. Ai mời nhà mình nào? Nếu không còn anh chị em nào có câu hỏi gì thì chúng ta sẽ kết thúc cái buổi hỏi xoay đáp xoay ở đây, đúng không? Chúc cho Linh ơi, cho em hỏi một câu ạ. Ừ, không bật nhanh đến lúc tuyên bố kết thúc rồi mới hỏi. Ok, xin mời. Bây giờ em mới gặp bạn ý. Đây này, bạn ấy muốn em đang mời bạn ấy vào tìm hiểu nhưng bạn ấy chưa hiểu, thì là thủ lĩnh có thể chia sẻ cho bạn ấy hiểu liên nói đi. Không, em cứ hỏi là như thế, ở đây là bắt đầu như nào, thật mà. Bây giờ là em muốn hiểu ấy là bạn Phương Nguyễn, bạn ấy hướng dẫn làm sao em cứ làm y đúc như vậy. Thế là bạn ấy ngại, bạn ấy không muốn lên chia sẻ. Đúng rồi. Bạn ấy có chồng chưa? Em. Có rồi ạ. Hỏi bạn ấy là để hiểu được ông chồng đấy phải mất bao nhiêu thời gian. Đúng không? Hỏi bạn ấy là khi mà chưa trải nghiệm ông chồng ấy thì có hiểu được không? Đúng không? Tức là đấy, phải lấy về rồi vân vân rồi mới hiểu được, đúng không? Thế thì em cho bạn ấy bước vào môi trường trải nghiệm mới hiểu được. Thế còn nghe nói thì là nó chỉ gọi là về mặt bên ngoài thôi, đúng không? Đấy, nó phải chắc mà cần được có quá trình. Rồi, cảm ơn Phương Nguyễn. Còn anh chị em nào có câu hỏi không? Có anh. Rồi, em xin mời bạn. Anh ơi, cho em hỏi là bây giờ cô hàng xóm nhà em ấy bây giờ là cố, như chương trình hôm qua anh chia sẻ đấy, là cái chú mà khi mình ăn uống vào ấy, mà ăn vào cái đường ruột ấy, là nó cảm giác là nó đòi đi luôn đấy ạ. Thế thì như hôm qua em nghe anh nói là có cái đấy là nó bị rối loạn phấn đường ruột đấy ạ. Thế thì bây giờ cô đấy có hỏi em là nếu như liệu trình của em mà bây giờ cô thì cũng bảo là có khỏi không ạ, thì bây giờ anh cho em câu trả lời ạ. À, có khỏi không đúng không? Thế hỏi cô là cô đã bị bao lâu rồi, dùng cái gì rồi, có khỏi không? Cô này thì cô bị nâu rồi, từ trước giờ cô toàn dùng cái gọi là cái phấn mật ong ấy ạ. Phấn ong ạ, đấy cô hay cô dùng cái đấy ạ. Ok. Thứ nhất thì mình phải hiểu cái sản phẩm của CB đó là sản phẩm để bảo vệ sức khỏe cho con người. Bảo vệ sức khỏe cho con người. Để ăn gì cũng ngon, đặt lưng là ngủ, chứ không phải đi chữa cái phấn dạ dày gì đấy. No, CV nó không có một cái từ nào gọi là chữa cái gì hết, không có. Wow. Đấy. Và cái thứ hai là tất cả các tư vấn viên CV cũng không ai khẳng định là nó khỏi. Wow. Đấy, bởi vì cái từ khỏi là một cái từ rất là chung chung, đúng không? Thế nào gọi là khỏi? Thế bác sĩ mà ví dụ bị đau bụng gì đấy, thế bác sĩ cho uống vài viên thuốc tây và thấy thế là hết đau, thế gọi là khỏi. Xong lần sau lại đau lại uống, thế gọi là khỏi, đúng không? Thế nào gọi là khỏi? Là một cái từ rất là chung chung đấy. Nhưng mà cái sản phẩm CV ấy, chắc chắn giúp chị ấy, cái sức khỏe nó được tăng cường, cái hệ tiêu hóa nó được phục hồi, các cơ quan chức năng khác đều tốt lên hết đấy, tim gan phèo phổi, tất cả mọi thứ, lục phủ ngũ tạng, các cơ quan chức năng nó sẽ được phục hồi và làm việc theo đúng chức năng của nó, đúng không? Đấy, và tự cơ thể nó giải quyết vấn đề cho nó. Thế thì và chị hãy sử dụng và tự cảm nhận, đúng không? Và thế còn Cường không khẳng định khỏi được. Lý do là như này. Thứ nhất là vấn đề của mỗi người khác nhau, không ai biết được. Thứ hai là về có uống nghiêm túc hay không cũng không biết được.
đúng không? À. Đấy, làm sao kiểm soát được cái việc mà người khác uống như thế nào, làm sao mình kiểm soát được, đúng không? Rồi bên cạnh đó lối sống như thế nào mình cũng đâu kiểm soát được. Nếu sản phẩm rất tốt nhưng về lại ăn uống vô độ chẳng hạn, chịu, đúng không nào? Thằng xây thằng phá, không có cách nào cả. Thế cho nên là không ai dạy gì đi khẳng định là nó khỏi. Nhưng Cường khẳng định nếu có lối sống lành mạnh, biết sử dụng cái sản phẩm này đúng theo chương trình, thì sau 6 tháng đến 1 năm rưỡi ấy, cơ thể nó được phục hồi một cách đáng kể. Đấy, và kết quả là chân lý. Đã có hàng vạn kết quả rồi. Thế cho nên là cứ tìm hiểu và sử dụng thôi. Thế còn nếu mà không sử dụng thì mất nhân duyên. Chịu. Ok bạn nhá. Rồi, chào bạn. Còn anh chị em nào không? Nhưng không bật được mic à? Cho em. À, được rồi. Chào Thủ Lĩnh. Tôi ạ. À. Rồi xin tôi mời. Tôi và Loan. Bạn Nga. Bạn Nga. Loan. Nga. Vâng. Bạn chào Thủ Lĩnh ạ. Vâng. Cho mình hỏi là bây giờ Nga chia sẻ để mình phải tạo ra cái sự tò mò để chốt được cuộc hẹn. Thế nhưng bây giờ mình đã xây cái nhân hiệu ở trên Facebook rồi, thì khi mình gọi điện cho đối tác là người ta đã biết công việc của mình rồi, thì mình chia sẻ như thế nào hả Thủ Lĩnh? À, cái này ấy là dành trong cái phần, trong những cái buổi coaching, những cái buổi đào tạo. Đấy, còn cái buổi hôm nay ấy là dành cho những anh chị em đang tìm hiểu đấy, mà chưa bước vào CV, đúng không? Rồi, chị nhá. Rồi, thế cảm ơn Thủ Lĩnh để hẹn buổi coaching vậy. Dạ vâng. Chào Thủ Lĩnh. Xin mời bạn Tú Tú. Em anh Cường ơi. Ừ. Em có bạn Kiều Thị Hằng á, hôm qua bạn mới ký hợp đồng, bạn ấy đang có đang bán thuốc tây á. Ừ. Bạn ấy còn đang thắc mắc một tí, anh cho bạn ấy lên giao lưu với lại anh chỉ cho cách bạn ấy làm sao để cho nó thành công nhanh nhất với ạ. Rồi xin mời bạn Kiều Hằng. Hằng ơi em bật mic đi, có cái thắc mắc gì cứ hỏi anh ấy. Mời Kiều Hằng. Em chào anh. Rồi, chào bạn. Em chào tất cả mọi người trong Zoom. Ok. Em xin giới thiệu là em mới vào trong Zoom của mà em thì thật ra thì em tham gia những chương trình như bên mình bao giờ. Thì em trong đầu tại nó giống như kiểu là chưa có trong đầu ấy ạ. Thì em muốn là vào để em muốn hỏi anh là vào hỏi người để em muốn là sao mà mình cũng được như mọi người, nhưng cái vấn đề đó là em không biết một cái gì luôn. Bây giờ em muốn em để muốn những cái chữ thì em phải đi đâu? Hồi bé khi dạ? biết chữ ấy, thì em muốn biết chữ thì em phải đi đâu? Nghe được không? Thì em đương nhiên là mình phải học chữ rồi. Thế nhưng muốn bắt được cọp ở vấn trong đề là bây giờ em gì? Bắt đầu từ như nào? Bắt đầu như nào đúng không? Vâng đúng rồi ạ. Em hỏi bạn Giang Thị Nga bắt đầu như nào ấy. Đấy là bạn ấy hướng dẫn cho em. Vâng. Bắt đầu đơn giản thôi. Bắt đầu bằng cách là gì? Là mình thay vì chờ bệnh đến thì mới chữa, đúng không nào? Đấy, thay vì chờ là cái nhan sắc của mình nó xuống cấp thì lúc đấy mình mới đi phục hồi. Đấy, thì ngay bây giờ mình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp ngay khi còn đang khỏe, đúng không nào? Đấy, còn cách sử dụng những cái sức khỏe cho phụ nữ ấy, sắc đẹp, chăm sóc trong lẫn ngoài đấy, để mình bảo vệ cái sức khỏe và sắc đẹp của mình, để mình có năng lượng để mình làm việc và yên tâm với sức khỏe, không bao giờ phải lo lắng về sức khỏe hết. Đấy, thế sau đó thì mình tìm cho mình, khi mà mình khỏe mình đẹp thì em có kể với người khác là em dùng cái gì để khỏe đẹp được không? Vâng. Được đúng không? Rồi em vào môi trường, em có niềm tin là hoàn toàn cái cơ hội này có những cái sản phẩm tốt như vậy và giá như vậy. Đấy. Thì người nghèo cũng có thể thành công, người bất kỳ lĩnh vực nào, quân đội, bộ đội, thợ may, nông dân, công nhân đều thành công được. Thì em có thể đi tìm cho mình doanh nhân rồi bác sĩ rồi vân vân rất là nhiều.
em thể tìm cho mình 5 cho đến 15 người mà muốn có thu nhập gấp đôi gấp ba không? Tìm được không? Vâng. À, em sẽ học cách để có thể chia sẻ, để có thể cùng với hệ thống để giúp đỡ mọi người đấy, tìm những cái con người mong muốn như vậy. Thế rồi vào hệ thống, em sẽ được học chuyển giao công thức sở hữu ô tô trong vòng 8 tháng. Đấy, cái công thức đấy nó có 9 cái bài học để giúp cho mình trở thành một cái người đi xây dựng hệ thống, có tư duy của người xây dựng hệ thống, cái tư duy của một nhà kinh doanh theo mạng là mình phải hiểu. Thì 9 cái bài học đó sẽ giúp em hiểu rất là nhanh. Tức là cái bài đầu tiên là biết em chính xác là sau này mình, cái đích cuối cùng mình trở thành ai, và cái việc quan trọng nhất là cần phải làm là những cái việc gì. Đấy. Rồi mình cái bài số 2 là biết chính xác là tại sao mình kinh doanh ở đây lại có tiền. Tiền, tại sao người ta lại trả tiền cho mình, đúng không? Mình phải biết. Cái bài số 3 là em sẽ biết được một cái sức mạnh mà với sức mạnh này này, nó sẽ biến một người bình thường trở thành phi thường, bởi vì mình có thể đứng trên vai người khổng lồ. Giống như Cường ngày xưa làm ở dầu khí, trước kia thì là nhà báo nghèo, rồi sau làm chuyên viên tập đoàn dầu khí, ví dụ như vậy. Đấy, và nhưng mà làm cách nào bây giờ có rất nhiều doanh nhân làm việc của mình, có rất nhiều bác sĩ làm việc của mình, có rất nhiều thầy cô giáo, rồi đủ ngành nghề, tất cả anh chị em làm việc cùng. Thì nhờ cái gì? Nhờ chính là cái sức mạnh của Sibri. Đấy, và mình đem cái câu chuyện Sibri có thể giúp gì được họ, để họ có thể giúp gì được những ai. Đấy, và họ thích, đúng không? Thì họ tìm hiểu và họ nắm bắt, đơn giản thế thôi. Thì cái bài số 3 nó sẽ giúp cho em hiểu được cái sức mạnh như vậy. Nếu như em mà bình thường em mở một cái doanh nghiệp truyền thống ấy, rất khó có thể tuyển được doanh nhân làm việc, đúng không? Rất khó tuyển chủ doanh nghiệp làm việc. Đấy, nhưng ở đây hoàn toàn mình có thể mời chủ doanh nghiệp đồng hành cùng với mình. Ví dụ như vậy. Đấy. Thì đấy là cái bài số 3 sẽ giúp em hiểu. Bài số 4 sẽ biết giúp em biết chính xác từng bước đi một. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Và làm chính xác từng cái bước đi đó. Rồi hướng dẫn những người khác làm chính xác từng bước đi đó. Thì mình sau này mình sẽ có tự do. Bài số 5 em sẽ được học về cái cách xử lý ý kiến phản đối. Đấy, để không có một cái ý kiến phản đối nào mình không xử lý được cả. Mình sẽ trở thành bậc thầy giao tiếp. Bài số 6 em sẽ được học lý do tại sao lại lựa chọn CB. Vĩ đại do lựa chọn. À. Mà lại không phải lựa chọn những cái công ty khác, không phải lựa chọn những cái sản phẩm khác để kinh doanh. À. Bài số 7 sẽ trang bị cho em 7 cái kỹ năng cần thiết để khi em bắt đầu em làm việc được ngay. Rồi sau đó em chuyển giao cho người khác. Bài số 8 em hiểu về hệ thống huấn luyện và đào tạo, hệ thống sao chép S69. Em vào đây em sẽ hiểu là ở S69 người ta đào tạo, giáo dục của S69 là gì? Có phải là giáo dục nhồi nhét hay không? Hay là giáo dục chuyển đổi từ một người bình thường trở thành một người phi thường? Thì bài số 8 em sẽ hiểu. Đấy, và bài số 9 em sẽ có bản đồ thành công ở trong tay. Em phải biết là mình theo đuổi giá trị gì, trên cái nền niềm tin nào để giúp em có thể đạt được những cái giá trị đó. Rồi em biết chính xác là từng giai đoạn một mình chinh phục mục tiêu nào để mình đạt được những cái giá trị, đúng không? Mình hành động ra làm sao và trong quá trình hành động đó gặp những vấn đề gì, vân vân. Em sẽ được hướng dẫn. Đấy, và như vậy em sẽ có toàn bộ cái hệ thống huấn luyện đào tạo và quy trình ở trong tay đó, để em lại chuyển giao cho người khác. Đơn giản thế thôi. Em gái nhá. Vâng, vâng, em hiểu ạ. Em cảm ơn. Vậy thì em có cần thêm thông tin gì để bắt đầu không nào? Vâng, cái này thì em sẽ liên hệ với cả chị Nga. Sẽ bắt đầu nhờ chị Nga. Yes, chị Nga là một người đầy nhiệt huyết và đam mê đấy, em thấy không? Em nhìn thấy chị càng ngày càng trẻ càng đẹp không? Đúng không nào? Nhờ cái sản phẩm này và nhờ cái môi trường này giúp cho chị rất trẻ đẹp. Chị đang kinh doanh bên ngoài mà cũng khá là tốt rồi, nhưng mà chị yêu nó quá, dần dần chị đang thu hẹp, dần dần đóng cửa gần hết rồi. À, để tập trung CV. Rồi, cảm ơn em. Dạ vâng, vâng. Em cảm ơn thủ lĩnh ạ. Rồi, chào. Chào Kiều Hằng. Xin mời anh chị em. Cảm ơn thủ lĩnh. Vâng. Còn ai không ạ? Alo. Yes. Alo, cho em hỏi cái sản phẩm của mình ấy. Bây giờ tôi đang là bị em đang bị ù tai đấy. Ù nó là như ở trên tai mũi họng trung ương, mấy lần họ chuẩn đoán là ù tai đột ngột đấy. Mà bây giờ cái liệu trình của mình bây giờ uống các chị tư vấn cho là uống cái liệu trình mà cái gọi gì thanh lọc năng lượng cân bằng gì
Mà với thứ hai đó là cái nó là trước nó là nguyên nhân nó là ù tai, nhưng mà đi khám thì một thời gian sau nó là do cái thận là nó có sỏi thận đấy. Thì cái thận thì cái sỏi thận thì uống thì nó đào thải nó ra hết rồi. Thứ hai là bây giờ cái đầu gối của hai cái đầu gối là cái đầu gối bên phải là nó bị nó có dịch nha. Mà tiêm mấy lần rồi, mấy liệu trình rồi nhưng mà cũng nó vẫn như thế à. Rồi, okay. Thì đợt này bắt đầu là chuyển sang uống cái thuốc của sản phẩm này đấy. Thì COD của sản phẩm này anh xem anh tư vấn giúp em là bây giờ mình uống trong cái dạng thuốc nào nó để nó phù hợp. I'm having problems with the connection. What? Hết thời gian à? Ok, cảm ơn câu hỏi. Thứ nhất là bạn đang sử dụng cái chương trình gì và ai tư vấn thì mình cứ kiên định mình sử dụng thôi. Thì bà chị phải dùng xong là mà phải tư vấn, bây giờ đang là bán thì về bán là em mua cái sản phẩm này đấy để em uống mới được có mấy bữa thôi nhưng mà thấy nó cũng chưa có tiến triển gì. Rồi. Cái bạn bị bao năm nay bạn bao nhiêu tuổi? Năm nay em 46 tuổi. 46, ok. Chắc là sinh năm 75, 76 hả? Vâng. Ừ, đấy cũng bằng tuổi mình. Mà vâng. Bị lâu chưa? Cái tai với đầu gối nó bị cách, vậy là bị cách đây giờ 50 năm là vừa tròn 3 năm rồi đấy. Bị cách đây 3 năm. Và theo bạn tự nhiên nó bị không? Hay là phải một quá trình rồi nó mới bị? Cái ù tai này là tự nhiên nó ù đột ngột. Đấy. Cái đầu gối. Kể cả cái xương khớp đầu gối như vậy tự nhiên. Và cái tự nhiên là mình làm việc mình khi mình rông đi rông lại nhiều là vì là cái nghề nghiệp của em là mộc mà phải rông đi rông lại làm cái cầu thang nhiều ấy. Cái cầu thang nhiều vừa là cái bậc cầu thang bây giờ nó người ta phát triển rất nhiều đấy. Thì mình khi mình bê vác những cái bậc mà dạo cầu thang nhiều cái này rông đi rông lại cái cầu thang nhiều nó bắt đầu nó buốt chân là mình không muốn rông. Rồi. Ok. Còn cái tai thì là đi nhiều lần cũng đi tai mũi họng nhiều nhiều lần lắm rồi nhưng mà không giải quyết được cái gì. Ok. Cảm ơn bạn nhiều. Bây giờ đơn giản này mình có thể chia sẻ với bạn từ trái tim để mình có thể hiểu hơn. Thứ nhất ý, là ngoài tai nạn ra ý, thì là mới đột ngột bị. Thế còn những vấn đề về sức khỏe giống như là bây giờ bị đầu gối nó bị thiếu dịch rồi thoái hóa rồi những cái vấn đề mãn tính ấy, là một quá trình suy giảm sức khỏe rồi đến cái lúc mình đau thì mình mới phát hiện ra, đúng không? Thế còn cái lúc mà nó đang suy giảm ở cấp độ tế bào mình không biết à? Ví dụ cái chức năng của thận đi thì bình thường là nó phải hoạt động là ví dụ tính theo thang điểm từ 1 đến 10 thì bình thường nó phải hoạt động tốt là ở điểm 10 đúng không nào? Đấy, nhưng mà nó suy giảm, nó hoạt động ở điểm 7, điểm 6 có khi mình chả biết. Rồi đến lúc mà nó hoạt động ở cái mức điểm 3, điểm 4, điểm 3, điểm 4, điểm 2, lúc đấy mình mới biết. Lúc đấy mình mới biết. Bạn hiểu không? Và cái quá trình nó suy giảm đấy là một quá trình rất dài. Thế thì cái thuốc Tây ấy là đau đâu chữa đó. Bản chất là giảm đau, bản chất là chữa triệu chứng. Thế còn sản phẩm này là bạn một quá trình rất dài cho nên nó mới xảy ra sự cố. Và bây giờ giúp bạn để nâng từ cái điểm 2, điểm 3 lên điểm 10 ấy, thì nó cần phải có một quá trình. Chứ không phải uống một cái mà nó có ngay thế thì thần tiên. Không có câu chuyện nào cả đấy. Thế cho nên bạn đã sử dụng cái sản phẩm này bạn phải hiểu là nó phải mất từ 6 tháng cho đến 1 năm rưỡi, cộng với lối sống lành mạnh, dùng theo cái chương trình khoa học bản quyền thanh lọc năng lượng cân bằng. Về cơ bản thì sẽ được phục hồi nếu như cơ thể của bạn còn có khả năng phục hồi. Thế còn có những trường hợp không phục hồi được, giống như này, giống như là bây giờ cái dây chun ấy mà nó bị đứt rồi, nó không còn khả năng đàn hồi nữa thì chịu, đúng không? Hay là cái cây mà nó đã bị chết rồi, chả có cách nào làm cho nó sống lại được cả, đúng không? Nhưng nếu cơ thể còn khả năng phục hồi đấy, cung cấp đúng cho nó thứ cần thiết thì thường là 6 tháng đến 1 năm rưỡi. Thế cho nên bạn sử dụng cái gì thì mình phải hiểu đấy, và mình kiên trì, và kiên trì thì mới có cái kết quả được, nó không được nôn nóng, không được nôn nóng. Cái sản phẩm này nó không phải là chữa uống vào một phát và có thể thay đổi ngay, thế là thuốc tiên. Thế thì chúng tôi bảo mang lại sức khỏe cho con người nó quá dễ như thế thì nó không phải là như vậy. Bạn
Hoàng Vân nhá. Còn ai có câu hỏi gì nữa không? Xin mời. Rồi, thế thì nếu hết rồi chúng ta sẽ kết thúc cái chương trình của chúng ta ở đây ngày hôm nay. Chúc cho tất cả các bạn mà đang tìm hiểu CB đủ nhân duyên. Những bạn nào mà đang uống ấy, thì phải hiểu. Phải hiểu cái hiểu về sức khỏe nói chung. Đấy, hiểu về giá trị sản phẩm, tôi hiểu tính năng tác dụng của sản phẩm. Và sản phẩm này nó giúp mình cái điều gì? Và tại sao nó giúp mình phục hồi sức khỏe? Mình phải hiểu được. Đó, muốn hiểu thì một là uống nghiêm túc, hai là học. Các bạn có thể vào cái YouTube Trương Huy Cường, rồi vào cái danh mục danh sách phát ấy là xây dựng đế chế kinh doanh thương mại. Các bạn tìm hiểu bài số 4. À, những bước đi đầu tiên thì trong bài số 4, cái bước 1 của bài 4 ấy, Cường chia sẻ rất kỹ lý do tại sao người ta bị bệnh. Chia sẻ rất kỹ quá trình suy giảm của sức khỏe. Chia sẻ rất kỹ là cái sản phẩm này nó sẽ giúp có những tính năng tác dụng gì, tại sao giúp cho người ta. Đấy, các bạn có thể nghe cái video đó, rồi kết hợp thêm dần dần. Mình càng ngày mình sử dụng càng học, mình sẽ tự mình bảo vệ sức khỏe cho mình. Sức khỏe là tài sản vô giá. Đấy, có chết thì chẳng mang được tiền đi đâu. Thế cho nên mà cái sức khỏe của mình nó là cái máy in tiền. Và người bình thường thì cứ in thật lực, nhưng mà không biết bảo vệ máy in tiền, đúng không? Thế sau này mà lấy tiền bảo để chữa cái máy in tiền này thì nó mệt lắm. Thế cho nên tốt nhất là bảo dưỡng ngay cái máy in tiền, cái máy mang lại hạnh phúc này cho gia đình này. Thì đấy là những người đó, là những người thông minh, khôn ngoan, đúng không? Đấy, chúc cho tất cả chúng ta trở thành những người có thiếu gì thì thiếu, thì đừng thiếu tiền, mắc gì thì mắc, đừng mắc bệnh, để chúng ta sống vui vẻ, hạnh phúc và an lạc. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh chị em trong những cái chương trình tiếp theo. Bye bye cả nhà. Rồi, xin chào. Xin chào Lĩnh, bye bye tất cả mọi người. Rồi, xin chào.